Vâng, chào mừng quý vị trở lại với chương trình Bí mật đêm Chủ nhật. Kính thưa quý vị, khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó là nghệ sĩ Hoàng Mập. Và bây giờ tôi sẽ mời một người ra đây để thực hiện cái nghi thức đón chào một thành viên mới cho chương trình của chúng ta. Và bây giờ xin mời anh Khánh Nam bước vào trong. Tôi xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Cái màn chào khách mời của chúng tôi nó có một cái điều đặc biệt là tôi sẽ quy định bài hát. Trấn Thành có trách nhiệm là dùng cái bài hát đó để diễn tả về vị khách mời này. Và bài hát tôi quy định cho Trấn Thành đó là bài Đường Cong. Và bây giờ Trấn Thành đã sẵn sàng chưa? Dạ. Và xin quý vị một tràng pháo tay cho ban nhạc Bí mật đêm Chủ nhật. Ok, here we go. Anh Hoàng ơi, nhìn anh tại sao bụng anh bự thế? Nào chân, nào tay, nào hông, nào nấy nhìn đâu cũng béo ghê. Ô a ô ô đường cong anh vĩ mô. A a ô ô nhìn có mọi người bảo anh sumo. Bọn bán quần áo vừa thấy anh vào mua tôi nó đuổi ngay. Vì cơ quần áo của anh còn sai của những khách Tây. Rất tiếc anh trai tuổi em không có sai. Cút xéo đi ngay, tạm biệt bye bye anh hai. Yeah. Ê, trông anh đây béo thế nhưng lại hiền và ngô nghê. Nhìn anh mọi người ai cũng thấy mê. Ồ, tuy anh đây xấu xí nhưng anh chẳng cần tự ti vì anh luôn trên tivi. Yeah. Hey, trông anh đây béo thế nhưng lại hiền và ngô nghê. Mọi người nhìn anh ai cũng thấy mê. Ê, tuy anh đây xấu xí nhưng anh chẳng cần tự ti vì anh luôn trên tivi. Ê, khi anh phi xuống ghế mọi người thường lay lòng ló ghê vì sợ cái ghế nó té ghê. Ô, anh tôi không muốn đói nhưng anh phải ăn thêm xôi vì anh to như con voi. Cảm ơn Trấn Thành và cảm ơn Hoàng Mập đã có một màn chào sân rất là thú vị. Và tôi thật sự là nhìn anh ai cũng thấy mê, và nhất là tôi thấy mê. Để mà tôi lên được 1 kg nó rất là khó, mà sao anh dư quá trời dư. Anh Hoàng Mập anh cũng nói vậy với anh Linh đó, là để anh xuống đường 1 kg chắc cũng khó như anh. Mà khổ cái điều là bây giờ muốn đổi tên cũng không được. Bây giờ là giữ hoài vậy luôn. Ốm lại cũng không được. Bị lấy cái tên Hoàng Mập rồi mà để ốm là không được. Nói chung là anh Hoàng Mập là mập có luyện tập đó, đúng không? Không có. Thiên nhiên mập tự nhiên á. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau đón chào thành viên thứ 5 trong buổi tối hôm nay, Bí mật đêm Chủ nhật.